Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình xin tiếp tục một vị tướng A ơi với một cái nội tài chiếu màu vàng đấy, thì mình sẽ tiếp tục để cho tất cả các bạn hiểu và chơi AO tốt hơn. Và trước khi đến vị tướng AO này thì mình xin chúc toàn thể tất cả các bạn nam trong ngày 20 tháng 10 này thật là lý trí, thật là bình tĩnh, và đặc biệt rằng hãy giữ một cái đầu lạnh, bởi vì là kiểu là hy vọng các bạn cũng không nên là cũng phải cân nhắc thật kỹ, bởi vì chúng ta không nên đi chăm sóc kiểu vợ của người khác. Ngày xưa thực sự là nhân cái ngày 20 này thì mình cũng đã từng vấp vào kiểu nuôi vợ của người ta cũng rất là nhiều rồi, nên là mình có một chút kinh nghiệm nhưng chia sẻ anh em hãy thật là bình tĩnh trước những cái ngày lễ này. Các bạn hãy cân nhắc đấy, ví dụ các bạn cảm giác xác định được như nào đấy thì ok, còn không thì các bạn hãy cân nhắc các bạn nhá. Đấy còn rồi thì nói chung là clip này mình chỉ chúc cho các bạn nam thôi, còn kênh của mình thì rất ít bạn nữ, nhưng nếu có bạn nữ thì xin chúc tất cả các bạn có ngày 20/10 thật là xinh đẹp, trẻ đẹp và trẻ đẹp. Rồi ok, pha này lao lên rồi, mình có nội tài màu vàng nha. Rồi ok, ngon lành cái pha này, tôi từ anh em ơi, thằng rát đang còn chiếu này, rồi lưu một chút, rồi lao lên, mình còn chưa ba nhá, còn chưa ba không sợ đâu các bạn anh em ạ. Rồi đánh một phát rồi chưa ba chim cút ngon lành. Đầu game có hai mảng anh em ạ, đầu game là có hai mảng rồi. Và clip này thì mình chỉ muốn nhấn mạnh đến vị tướng A ơi, combo mình sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì vốn gì đang tiếp cận bằng chiêu 2 thì ai cũng biết rồi, và chiêu 2 làm như thế nào để lướt và chiêu 2 dùng như thế nào để tiếp cận thì mình đã có clip giải thích rồi. Và chiêu 2 combo như nào, đầu tiên là chính là có chiêu 2 tiếp cận và dùng chiêu 1, hoặc nếu các bạn mà bay chuẩn thì khi va vào một vị tướng nó sẽ dừng luôn, nhưng đó là bị động. Còn chúng ta chơi chủ động thì chúng ta sẽ tiếp cận bằng chiêu 2 và dùng chiêu 1 vào một vị tướng đấy, sau đánh thương. Đấy, các bạn cứ đánh thương thôi. Những cái đội điều kiện quan trọng nhất của một vị tướng A ơi, khi tất cả các bạn muốn bay vào hoặc lao vào mục tiêu, bắt buộc các bạn sẽ phải có cái chấm vang nội tài. Chấm vang nội tài là gì? Sau 4 đòn đánh hoặc là dùng chiêu thức, các bạn sẽ được cái chấm vang đấy. Chấm vang để sẽ được gì? Một nổ chỉ màng rất là đau, đặc biệt khi nổ chỉ màng xong các bạn sẽ được hồi chiêu thức 1, chiêu 2 rất nhanh các bạn nhá, nôm na được hồi tầm khoảng 5 đến 6 giây các bạn ạ. Đấy, cho nên cái clip này các bạn hãy nhìn cái cách của Cương Lao đi, trừ những cái pha đánh nhau bất đắc gì thì mình sẽ không nói, bởi vì là mình đang bị đồng, bởi vì team nó lao vào đánh mình thì mình đang bị bất đắc gì để mình đánh lại, cho nên mình không thể chuẩn bị được. Nhưng trong mọi tình huống combat, bất kể các bạn nhé, các bạn hãy lắng nghe, đây là lần cuối cùng thì mình nói này, khi các bạn kêu bắt buộc các bạn có chủ đích các bạn đánh thì các bạn phải tích cho mình cái nồi tài chấm vang. Hãy nhìn ở trên kìa, các bạn thấy chưa, là chấm vang thứ ba thì đòn đánh thứ hai thì nó sẽ ra cái chấm vang, là nó kiểu cái này nó hơi khó giải thích một chút, nhưng mà kiểu các bạn hãy nhìn đi, ví dụ như là 1 2 3 4 nhá, thì bây giờ mình phải đánh đến đòn thứ thứ tư nào. Đây, đánh bao người lần thứ hai là mình sẽ cho ra cái đòn đánh chiêu 2 này, đã màu vàng đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, cho nên là nó sắp xếp kiểu khó, nói chung mình khó giải thích một chút, bởi vì là mình không giỏi về cái giải thích ấy. Đây, ví dụ như là các bạn hãy nhìn này, nếu mà xếp từ đầu tiến ấy thì chiêu vàng chấm vàng ở thứ hai thì các bạn sẽ đánh đến đòn thứ ba thì nó mới được. Thế là chúng cái phần này mình sẽ không giải thích nhiều, đấm ra các bạn sẽ lùng cùng. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng khi các bạn lao vào một pha combat, bất kể các bạn chủ động thì bắt buộc phải có cái nồi tài chấm vang này. Nồi tài chấm vang này các bạn đánh không khí nó cũng kích hoạt rồi. Ok, chiêu 2 tiếp cận này. Rồi nó từ má sao bắt đầu đánh thương chiêu 1 đấy các bạn nhá. Cái sát thương lớn nhất của thằng A ơi, đó chính là cái nồi tài chấm vang. Xong đến chiêu 3, sau đến chiêu 1, sau đến chiêu 2 các bạn nhá. Cho nên nồi tài của nó mạnh nhất thì sẽ vận dụng nồi tài của nó. Và đặc biệt rằng bộ combo của A ơi nó chỉ giúp cho chúng ta tiếp cận thôi, còn quan trọng nhất là đánh nồi tài chấm vang này các bạn này. Đấy, cho nên là hề các bạn có nồi tài chấm vang, các bạn xem A ơi đấy, các bạn xem A ơi trong đấu trường chuyên nghiệp ấy, các bạn
cảm thấy nhiều lúc AE nó bay vào, nó quyệt thằng xạ thủ phát nó chết. Và các bạn không biết lý do tại sao? Đó chính là cái nội tại chấm vàng đấy các bạn nhé. Chính là nội tại chấm vàng đấy. Cho nên các bạn hãy cân nhắc, hãy vào khi chủ động combat, hãy đánh. Các bạn đánh vào không khí, nó cũng sẽ ra cái nội tại cho các bạn nhé. Đấy thằng Quy Lén này, à cái thằng này mình vừa hết chấm vàng luôn. Thằng này lão thật các bạn ạ. Mình mà có chấm vàng là mình chơi thằng Quy Lén vào để luôn. Rồi quên đi, mình có một cái điểm là các bạn ơi, các bạn nào có nhu cầu mà muốn nick thì mình sẽ ví dụ các bạn muốn nick ở dưới 700.000 ấy thì các bạn sẽ vào shop muoi.vn. Còn mình khuyến các bạn nhé, nếu các bạn nào muốn nick tầm khoảng 700.000 trở lên thì các bạn hãy nhắn tin vào Zalo, bởi vì mình khẳng định với tất cả các bạn 700.000 ở trong nick Zalo của mình trở lên ấy thì nó gọi là siêu VIP luôn. Ví dụ mình chỉ ví dụ đơn giản thôi, 700.000 của mình ở trong Zalo thì nó sẽ tương ứng với tầm khoảng 7 triệu tiền nạp thẻ. Cái nick đấy là ít nhất, và cống chơi cái nick đấy với tầm 1 năm cho đến tầm khoảng 2 năm tùy vào nick đấy. Cho nên là các bạn chỉ mất 700.000 thôi mà các bạn dùng được một cái nick mà có lịch sử nạp ít nhất là tầm khoảng 6-7 triệu hoặc 5 triệu, và kết hợp người ta cày không cho các bạn 1 cho đến 2 năm, các bạn có bảng ngọc chơi tẹt gã luôn. Cho nên rằng mình ở Zalo mình chỉ bán nick tầm 700 trở lên các bạn nhé. Tầm ví dụ nick tầm khoảng tầm 2,5 triệu 3 triệu bây giờ là VIP lắm rồi các bạn ạ. Nick tầm 2 triệu đến 2,5 triệu thì các bạn chơi đến từ giường sang năm các bạn chơi không hết tướng và không chơi không hết skin, 300 skin các bạn ạ. 2,5 triệu là trên 300 skin đâu các bạn, nó rất là bài chảy luôn. Cho nên các bạn đang có nhu cầu mua nick tầm 700.000 trở lên thì đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo của mình nhá, mình sẽ tư vấn trực tiếp và tìm theo những vị tướng yêu cầu. Mình sẽ tìm yêu cầu của tất cả các bạn, ví dụ như thế này này, mình sẽ ví dụ các bạn như thế này hiểu. Ví dụ một cái nick có con na về thân mà nó kèm vào cái nick VIP thì nick đó phải tầm 4-5 triệu. Nhưng ví dụ các bạn muốn tìm một cái nick na về thân thôi thì mình sẽ tìm cho các bạn một con na về thân tầm 2,5-2,5 triệu đấy, thì các bạn sẽ giảm được một số lượng chi phí rất là lớn đấy mà các bạn không sử dụng tới. Cho nên là các bạn nào có nhu cầu tìm những vị tướng hoặc là tìm những skin mà các bạn thích thì các bạn nhắn tin Zalo của mình, và Zalo của mình thì chỉ bán ATM thôi các bạn nhé, chỉ bán chuyển khoản thôi, và mình sẽ tìm theo những cái nick mà các bạn mong muốn, đặc biệt ra bảo hành trọn đời cho các bạn nhé. Nick của mình là bảo hành trọn đời đấy. Rồi cái pha này, ủa rồi đây lao lên đây, đánh thưa một cái rồi chưa 39 cút đấy, cần thiết chưa mà đánh luôn này. Các bạn thấy nụt nụt tài chấm vang đập tăng Quy Lén một phát hơn một nửa cái máu thì ai chơi cho nổi các bạn. Cái đêm trận đấu này thì 907 thì ai đợi cho nổi, 907 thì ai đợi được ạ. À ơi cái trận đấu này đấy, tí nữa mình sẽ tích cái nội tài chấm vàng này thì mình sẽ vào các bạn thấy nó bá đạo như nào. Nhưng mà để tốt nhất ấy thì cái nội tài chấm vàng để ở cái phía cuối cùng ấy là cái đòn đánh đầu tiên thì nó sẽ tốt hơn, thay vì đòn đánh thứ hai thứ ba thì nó sẽ kiểu mất thời gian hơn một chút. Cho nên là các bạn hãy tích cái nội tài chấm vàng ở cái đòn đánh cuối cùng đi, thì lúc đó các bạn sẽ bay vào, các bạn sẽ thấy được bet tele nghe như nào đấy. Nói chung những cái nội tài này thì những bạn nào bet AE thì mình sẽ không nói, nhưng những clip của mình hướng dần thì hướng tới đa số những bạn chơi AE chưa tốt, hoặc những bạn nào chưa biết AE là vị tướng nào, hoặc muốn chơi nhưng không biết ai hướng dần, thì những clip này nó sẽ rất phù hợp dành tặng cho tất cả các bạn chơi AE đấy. Trong mỗi lần lão vào của mình thì ngoài cái việc mình biết mình sẽ giết được một vị tướng, và đặc biệt là cái chiêu ba nó rất là quan trọng. Chiêu ba này các bạn cũng không thể được dùng bừa bãi đâu các bạn ạ. Nếu các bạn solo cứu 1-1 thì mình sẽ không nói tới, nhưng nếu các bạn dùng AE để các bạn bay chiêu ba vào trong 3-4 vị tướng thì chiêu ba này là một cái chiêu kết thúc, hoặc là các bạn chạy các bạn nhé. Là như nào ạ? Các bạn sẽ bay vào, các bạn sẽ đánh cái nồi tài cho mình chiêu 3, xong các bạn quyệt thêm chiêu 1 và kích hoạt chiêu 3 để chạy. Trong quá trình chạy thì các bạn sẽ kích hoạt luôn cái sát thương. Thằng Omen mình chỉ mua một cái đường cơ bản, thằng Omen nó đâm quấy như em trong trọng đó các bạn nhá. Đây cái buổi mảnh cho anh em ơi, mới có một quạp thằng gión gần chết anh em ạ. Máy mà tốc biến nhanh đấy, không sao, mình sẽ tiếp tục. Các bạn hãy nhìn thấy cách mình chơi này, các bạn từ từ, các bạn hãy nhìn cái cách mình chơi nhá. Này mình rồi, có nội tài chấm vàng rồi, chấm vàng các bạn nhá, có chấm vàng nhá. Bây giờ mình sẽ bay vào này, bay vào cho bạn thấy này, 2 giây 1 giây rồi, ok, có chưa 3 rồi. Đấy,
rổ cái pha này chưa tiếp cận được cái thằng gió các bạn ạ. Mới đánh cái thằng SP của nó thôi mà SP nó đang dùng chưa má mình đập gần đi anh em ạ. Kinh gì vãi trường luôn. À ơi là một vị tướng nó bay nhảy rất là đẹp mắt các bạn nhá. Nó bay nhảy nói chung là không khác gì thằng Na đâu. Nói chung chiêu thức của nó thì cơ đồng gọi là phám ngang Na thôi. Chỉ mỗi tội là cái chiêu 2 này các bạn mới dùng thì hơi khó thôi. Cho nên các bạn mới dùng của em thì mình nói thật các bạn để mà nó đủ cơ đồng thì ngang thằng Na đấy. Nó không thua kém gì thằng Na đâu. Rồi thằng Tu Len này, Quy Len này, mình chỉ cần mà vỗ trúng một phát thôi. Rồi dính, đánh mỗi ôi dồi. Các bạn thấy mảnh chưa đến chưa ba. Chưa dùng chưa ba đâu anh em nhá. Mới quyệt một cái nồi tài chấm vàng đấy nè. Rồi thêm chiêu 2 này là ra đi các bạn. Chưa dùng gì nhiều đâu. Rồi cái phá này, đó cái chấm vàng của mình ở đó đánh thứ 3 rồi. Cái phá này đó đánh thứ 3 rồi. Cho nên là từ thôi tạm thời ăn con này. Rồi nồi tài chấm vàng các bạn xém gió nha. Xém này một đánh 2700 học. Đập một phát chết luôn các bạn ạ. Nói chung nồi tài chấm vàng đập phát chết luôn. Kinh gì thật anh em. Nó thực sự ác luôn các bạn nhé. Rồi ok mình sẽ phám tạm một lồng này nhé. Thực sự cái trận đấu này thì một chiêu thì cũng phải là một chiêu bởi vì là căn bản do bản thân của mình. Kiểu là trận đấu này quá mạnh. Còn đồng đội của mình thì các bạn này nhìn cách chúng ta cùng ngang cơ đó. Để mà xét mảng thì team của mình thì ngang với team nó. Bởi vì là mình có 12 mảng rồi. Đấy có 12 mảng thôi cho nên là cái sự khác biệt của mình. Cho nên là trận đấu này thì ôi dồi cái pha mình định bắn thôi không sao. Cho nên là cái mục đích trong clip này thì mình sẽ có 3 điều. Điều thứ nhất là gửi gắm đến những các bạn nam vào ngày 20/10. Mục đích thứ hai đó chính là gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn nữ. Và mục đích thứ ba đó chính là các bạn hãy cố gắng tập chơi con A ơi chấm vàng này đi. Nó cực kỳ mạnh luôn. Rất là mạnh, phù hợp với tất cả các bạn kiểu chơi A ơi mà léo đánh nó cực kỳ ok luôn. Rồi thì bây giờ thì mời các bạn hãy xem những phát giao tranh tuyệt hảo cương lao các bạn nhá. Ok.